Ngày 16 tháng 10, ngay tại 63 đường Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, hàng chục chiếc xe xếp hàng dài chờ sửa chữa do bị ngập nước trong trận lũ kinh hoàng vừa qua. Từ chiều đến tối, đội thợ làm không nghỉ tay, nhưng dòng xe máy được người dân đưa đến vẫn xếp hàng dài chờ đợi. Đa số là người lao động khó khăn, sinh viên nên nhận được sự giúp đỡ, ai nấy đều vui mừng. Việc làm của mẹ anh em thợ đội sửa xe rất ý nghĩa. Anh em và con Đà Nẵng rất cảm ơn anh em. Qua theo dõi thông tin ngập kinh hoàng ở Đà Nẵng, anh Trương Minh Cảnh cũng là chủ một tiệm sửa trên Nông Sơn, liền đóng cửa tiệm và cùng 4 người thợ của mình mang đồ nghề gia nhập với anh em khác ở Nông Sơn chạy xuống Đà Nẵng để sửa xe cho bà con. Anh Cảnh cho biết mọi chi phí đi lần này tự lo hết, chỉ mong góp sức giúp đỡ bà con khắc phục thiệt hại. Bản thân mình cũng như anh em mà ở đây á, là cũng là người dân được lũ. Thành ra là từ khi mà thấy Đà Nẵng bị á, thì anh em mình nói chung là đã từng trải qua cảnh của lũ lụt con kèm. Mình thấu hiểu được cho bà con Đà Nẵng, anh em Nông Sơn mới đóng cửa tiệm, mới huy động người xuống đây hỗ trợ Đà Nẵng khó khăn. Kinh phí thì cái này là còn, và hiện tại thì anh em tự bỏ tiền túi ra với nhau để trang trải chi phí. Rồi cũng có số anh chị em thấy thì có góp chút nước nâu hỗ trợ cho anh em. Có khoảng 20 người chia làm hai nhóm để hỗ trợ người dân kịp thời hơn. Tất cả xe đều được sửa miễn phí, nếu phải thay thế phụ tùng thì chủ xe sẽ chịu chi phí đó. Giá phụ tùng đúng với giá từ cửa hàng bán ra, không thu tiền chênh lệch. Hiện nhiều nhóm thợ lành nghề từ huyện Nông Sơn, Thăng Bình, Duy Xuyên và tỉnh Quảng Nam lập đội và chạy ra sửa xe miễn phí cho người dân tại nhiều điểm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.